Đây là cái cổng vào Kangaroo Valley, một trong cái cổng có lịch sử của cái vùng nông thôn này. Lịch sử thì mình rất là ít để ý cho nên mình không biết lịch sử chính xác của nó là gì, nhưng mà rất là nhiều người thích. Còn đây là cái cảnh buổi sáng, các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều mây mù, mặc dù buổi sáng rồi, nhìn rất là đẹp và bình yên. Mình rất thích ngắm những cái cảnh sương mù trên núi như thế này. Rồi những con bò. Đây là những con bò đây này. Đây, con bò sáng sớm dậy đã ăn cỏ rồi, rất là nhiều bò. Mình thấy những con bò ăn cỏ và sau lưng là núi rất là đẹp luôn. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi chơi vùng nông thôn của nước Úc, là căn phòng mình mướn ở giữa rừng núi. Cái này là phía trước mặt cái phòng của mình, nó có chật đu và một cái hồ và một cái lửa trại. Nếu muốn đốt thì trả thêm 15 đồng. Đây là con chủ con bò. Cái nông trại này họ chỉ nuôi chơi vài con, chắc những con khác họ chăn ở nơi khác rồi. Khi mình quay thì nó cứ nhìn mình thôi. Buổi sáng sớm bọn nó dậy sớm thiệt, bọn nó kêu ý ơi bò be be. Đây cái đường đằng trước mình. Bây giờ là 9 giờ sáng, sương mù vẫn còn dày đặc. Cái này là cái ném cho mình chơi thì phải họ chuẩn bị. Con đường đằng trước cỏ rất là nhiều và đường của nó là đường đất. Đường đất ở đây trời có mưa không mưa nó cũng không có sình lầy lội như kiểu Việt Nam của mình. Vì nó có sự thoát nước tốt hay sao ấy, mình thấy không có lầy lội. Mặc dù họ nói là tuần trước trời mưa có những con đường không thể đi vào những cái vùng này. Còn cái này là cái chuồng, hình như hồi xưa họ có chăn ngựa thì phải. Họ có nuôi ngựa, bây giờ thì không thấy con ngựa nào cả. Có thể họ đã bán rồi, hoặc họ đã thả đi nơi khác, không chừng. Những căn lều, căn nhà của họ ngủ trước, đằng trước. Không có nhiều phòng như thế này, chắc là họ chỉ kinh doanh một hai phòng như thế này thôi. Đằng trước của nó được cắt tỉa rất là gọn gàng và đàn chim. Đây là hồ nước trước cái phòng của mình ở. Nó có cả một cái xích đu nữa. Cây lá rụng nhìn thấy cũng rất là gọn gàng, chắc là có người quét và dọn dẹp. Nói chung là một nơi ở rất là sạch sẽ. Cái phòng này chỉ có 15 mét vuông thôi, nhưng mà nó có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm nữa, đầy đủ tiện nghi. Và chung quanh nó là có kiến. Trời ơi, ở rừng rú và mùa đông nữa, nó lạnh dã man luôn. Nó có lò sưởi mà lò sưởi của nó chạy bằng gas cho nên kêu ê ồn. Đây là cái lò để mà đốt lửa, họ chuẩn bị sẵn, ai muốn đốt lửa thì đốt. Mình đã tới trễ cho nên hôm qua mình không đốt. Đây củi lửa sẵn luôn, không phải đi tìm đâu xa. Và vì là nông thôn nha, cho nên tất cả được làm bằng gỗ, bàn gỗ và ghế bằng gỗ. Nó cũng là một cái sân nhỏ xíu bằng gỗ, đằng trước cái phòng cũng xinh xắn. Những cái cây của họ trồng cũng giống như nhà mình thôi, nhưng mà họ bỏ trong cái chậu và họ chăm sóc nhìn nó tốt tươi hơn. Đây. Đây là cái bàn ngồi bên ngoài, nếu ai muốn nhìn tốt tươi ghê chưa.
đó là cái cây sống đời, nhưng mà nó có sống đời nhưng mà không được đẹp như thế này. Họ trồng vào cái chậu và cây sống đời của họ nhìn rất là tươi mát. Và đây là bên trong cái phòng, đây là phòng khách bé xíu đây, phòng khách cái bàn và cái nhà bếp nhỏ nhưng đầy đủ, có tủ lạnh, có đây là phòng ngủ trên lầu đây. Đi chơi thì không, bây giờ không mang theo mì gói vì lúc khẩn cấp mì gói và nước ấm, đó là cái đồ ăn rất là thiết thực nếu mệt quá hoặc lười đi ra ngoài ăn. Đây là cái view đằng trước bếp của mình, tất cả được làm bằng kính, cái màn đã che rồi. Đây là cái view, bây giờ mình mở cái màn lên. Đây là cái view đằng trước của mình. Cầu thang của nó leo lên cái phòng ngủ nó dốc lắm, cho nên đi lên thì dễ mà xuống thì khó. Thế là cái cổng đằng trước đi ra cái phòng của mình toàn là cây cối, nhìn nó yên bình. Nhưng mà được cỏ tắt cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nó bình yên. Mình đang đi bộ ra đường chính, mình xem đằng trước có cái gì vì đêm qua mình tới nó bị tối. Còn đây là con đường đi vào cái phòng của mình. Đêm qua mình đi vào tối cho nên mình không thấy cái gì cả. Mình đi bằng xe và trên đường đi vào đây thì cảnh rất là đẹp. Và cái đường chạy xuống đây cũng đẹp nữa. Nhưng nó tối quá cho nên mình không có quay lại. Mình chỉ review lại cái phòng mình ở đêm hôm qua thôi. Những cái cây này mình thấy cũng đẹp nè. Con đường vào mà cây hai bên trong nó trồng thẳng tắp cho con đường đi. Đây là cái phòng vào ban đêm khi mình tới. Nó tối, tối thui. Đây là cái phòng ngủ đằng trên của mình đây. Đấy, cầu thang này đi rất là khó. Đó, đi lên thì dễ mà xuống thì khó. Đây là một cái cách hay để mà làm một cái phòng. Mặc dù chỉ có mười mấy mét vuông thôi nhưng mà có đầy đủ. Đây là nhà bếp và ban đêm. Đây là phòng tắm. Đựng ly, có cả ly để uống nước, có khăn để tắm công tác. Và đây là phòng tắm bên trong. Xin tạm biệt.